Đạt Vi la lộ nhan sắc thật qua camera thường, liệu có đẹp trai hơn trên mạng? Mới đây, trong một clip phỏng vấn, Đạt Vi la đã có những chia sẻ thẳng thắn về chuyện đời tư, đặc biệt là những tin đồn không hay giữa mình với cô bạn gái cũ người ngoại quốc. Tuy nhiên, điều dân tình xôn xao hơn hết chính là nhan sắc đời thường của hot TikToker 7 triệu follow. Qua camera thường, chàng trai trẻ sở hữu nét mặt đen nhẻm, lộ mụn và khuyết điểm, khác xa hoàn toàn với làn da mướt như em bé trên mạng. Điều này khiến không ít người bàn tán, xôn xao. Tuy nhiên trên mạng thì cần ảo, ai chả muốn mình trở nên xinh đẹp đúng không các bạn?